Thức dậy rồi, trời sáng rồi chị. Trời, giờ này mới trời tối. Khoan anh em, đây là khách sạn. Nội quy của khách sạn là không được làm ồn phòng kế bên. Bố mày cầm súng làm ồn phòng kế bên, tao không ngủ được. Thằng nào, tao bắn chết cha mày bây giờ. Giờ này 12 giờ khuya mày còn mở nhạc. Nè, vẫn nhạc sập sình là chắc luôn. Rồi mày xong mày với tao rồi, mày xong mày với tao rồi. Gotcha, bitch. Chết cha, con bay tới, con bay tới. Hold up. Xin chào tất cả các bạn, mình là Buka đây và chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Duke Simulator phần 3. Thì hôm nay thì chúng ta ở video kỳ trước thì chúng ta đã đi phá làng phá sớm rồi. Thì hôm nay mình sẽ theo lại nhiệm vụ để chúng ta gọi là gì ta, tiến hành sâu hơn và coi là trong cái thành phố này chúng ta có gì để làm không nhá. Trời ghê chưa. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đủ để lại cho mình một like, share video để ủng hộ chương trình của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhá. Còn bây giờ thì let's go. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Lỡ video kỳ trước á, mình tới đây đáng lẽ là mình phải theo nhiệm vụ, nhưng mà mình không theo nhiệm vụ, mình đi phá làng phá sớm, thì bây giờ mình lại bắt đầu lại phải theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ chiếc xe của mình hết xăng rồi và mình cần phải mình vào trong thành phố mình đi mua xăng. Sau khi mua xăng xong mình sẽ đổ, mình về mình lại đổ đầy chiếc xe của mình và mình ra khỏi cái thành phố này. Ok, và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là như vậy. Let's go. Thì trước khi mình nghĩ là bỏ tiền ra mua xăng thì nó hơi mắc đúng không, cho nên là mình sẽ gọi là gì ta, mình chạy trâu mà chưa kiếm được tiền, mà chạy trâu chưa kiếm được tiền mà, cho nên là đi đánh người để cướp tiền anh em. What the hell. Tuy là cái này nó hơi cổ xí một tí nhưng mà không có cách nào khác cái, tại vì cái game này nó bắt mình như vậy rồi. Ok, giờ chúng ta chuẩn bị lên xe thôi anh em ơi. What the fuck was that? Và bây giờ thì mình lên xe xong mình sẽ đi vào thành phố kiếm người đánh. Vào thành phố kiếm người đánh. No God. Để kiếm tiền. Chứ giờ nó không cho mình làm việc. Bây giờ mình thích làm việc hơn để không có kiếm chuyện với ai đó. Anh em hiểu không? Bây giờ mình sẽ vô thành phố kiếm người đánh, hay là lấy xe tông người cũng được. Quá cừ. Hơi bị cổ xí nhưng mà thôi không sao. Thì nhiệm vụ lần này của chúng ta là như vậy. Rồi ok, mình đã thấy nạn nhân rồi. Mình sẽ đi vô. Xin chào anh bạn. Bạn đâu đây? Đi mua quần áo hả? Quần áo nè mày. Quần áo nè mày. Quần áo nè mày. Chạy à mày. Chạy à mày. Chạy à mày. Chạy à mày. Trời ơi mày, chết cha mày luôn. Quần áo à mày. Mua quần áo à mày. Ai cho mày mua quần áo? Ai cho mày mua quần áo? Chạy à. Chạy à. Ăn bạch tai. Má mày dạy mày. Không. Trời, mình tán nó gạch. Mình tán nó chết luôn rồi anh em à. Ôi ghê mày, ghê quá. Anh em không được học theo nha. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm thêm đối tượng. Đâu, nhiều quá, mình sợ chọc tụi nó đây tụi nó đánh mình chết. Để coi có thanh niên nào mà gọi là đi lẻ không ta. Hello, đi đâu hả? Đi đâu hả? Gì? Tại sao mày lại cho tao leo lên đầu mày vậy? What? Nghe nói cái gì? Ở trên kia có một cái gánh xiếc á, và ai cũng đổ vô xem ạ. Xem bà nội. Ui thằng này đánh lại mình. Chạy, chồng chó cực mạnh. Hello motherfucker. Mày đánh tao, tao cho mày ăn cầu tuyết bây giờ. Mày mất dạy mày. À, ai cho mày phản kháng lại? Tao bố mẹ dạy là không được phản kháng lại nghe chưa? Người lớn dạy là không được phản kháng lại. Hổm này. Ui ông kia vô can. Ui già nó thẹn như bàn tay. Kiếm đồng dao quá. Tôi còn có 83 giọt à. Không được rồi, phải đập cho nó xỉu thôi anh em. Mày à mày. Mắc dạy à, tao tán đít mày giờ. Mày tỉnh. Tỉnh em. Tỉnh. Tỉnh em, tỉnh. Tỉnh. Mà nó bất tỉnh luôn rồi. Rồi, chắc là bây giờ mình sẽ chọc chó một lần hai thằng. Ui, mình phun nước biến. Mình phun nước bọt kia nó dí mình kìa. Hai thằng đòi đánh mình luôn kìa. Để mình tán này trước. Mày hả mày. Mắc dạy. Trời tuyết nè. Trời tuyết nè. Trời đất, khi nào chết thì thôi. Trời đất, khi nào chết thì thôi. Mày nữa, ok, một thằng rớt ra tiền rồi. Từ từ để mình lụm tiền cái. Còn nào đứng dậy không? Đứng dậy mày.
Ai cho tụi bay đi xem xiếc? Ui ui, một thằng đánh mình, hai thằng đòi đánh mình. The next day. Ok, hình như là mình đã đủ tiền rồi. Bây giờ mình sẽ đi ăn trộm xe. À, cái game này nó cổ suý quá anh em. Anh em đừng có học theo nha. Mình sẽ đi lấy xe của người khác. Mình nói theo một cái cách mà gọi là không có không nói theo một cái cách mà gọi là gì ta, có văn minh đó, là mình sẽ đi nhờ xe. Còn mà nói theo một cách mà giang hồ là mình sẽ đi ăn trộm xe anh em ạ. Ủa thằng kia đòi đánh mình à? Chết rồi, nó bị kháng luôn rồi. Thôi kệ đi, Âu cũng là cái số quá chuẩn luôn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi mua xăng để mình về mình nạp nhiên liệu cho chiếc xe. Ủa, khoan, mình đi mua xăng để mình đi tiếp chiếc xe ra khỏi thành phố. Ủa vậy chiếc này là gì? Nani? Tại sao không lấy chiếc này ra khỏi thành phố đi? What happened? Vô lý. Nó không có máy xe anh em à. Bây giờ mình đi mua xăng, mình sẽ chạy tới chỗ này mình mua xăng. Rồi chiếc xe này chạy không cần xăng mà chiếc kia chạy ngồi mất xăng, hết xăng. Ây da, chết rồi, lỡ lao rồi đây. Ok, mình sẽ đi mua thùng xăng thôi. Và sau khi mua thùng xăng xong mình về mình đổ vô chiếc xe đây. Rồi, sau khi mua được thùng xăng rồi à, ủa mình mua chưa? À, mua rồi chiếc xe. À đây, mình xăng đây. Ui, đốt xe được. Tôi hình như là mình lấy xăng mình đốt tụi nó được luôn á anh em. Ok, bây giờ là theo sát nhiệm vụ đi, chứ đừng có làm mấy cái trò linh tinh nữa. Bây giờ làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ là chính. Mai mốt mình phải mua súng nữa. Trời đất ơi. Mà tụi nó, tụi này cũng lì. Bắn 3-4 viên mới chết. What? What the fuck? Tức là tổn đạn. Đúng là nó lì mà còn lì như trâu. Ok, bây giờ chúng ta đang trên đường đi. 1 minute later. Một phút sau, bây giờ mình sẽ bò về đây. Mình nhớ xe mình đang để đâu mà. Tôi nhớ hết á. Ok, let's go. Sắp đi rồi, sắp đổ xăng được rồi. Đổ xăng ri. Ủa chiếc xe, à chiếc xe mình bên kia, Đây, để nhảy xe coi chết không. Ui, máy nhảy xe không chết anh em à. Nó ở cái tầm chất. Tôi cấu. Rồi nắp, ở đây, chỗ đây. What? Rồi ok, let's go. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại gì ta, nhiệm vụ tiếp theo cũng là gọi là cái quá trình. Ok, xe mình còn xăng nhưng mà mình tới đây để làm gì, nghỉ mát hả? Chắc là nghỉ mát vô nhà. Ồ, khóa cửa. Nhiệm vụ tiếp theo, họ đi ngủ. Ôi, nhiệm vụ này dễ nè. Nhưng mà khóa cửa mẹ hết sao tôi ngủ. Chắc là lên lầu. À, đây là những cái nhà quán nhà trọ mà gọi là gì ta, mấy cái lề đường á, cho mấy cái khách mà lữ hành mà đi đường xa đó bà con. Ba mẹ, có cái giường rồi. Vô. Sau khi ngủ dậy. Ủa sao nhiệm vụ hôm nay dễ quá vậy? Thức dậy rồi, trời sáng rồi. Trời, giờ này mới trời tối. Khoan anh em, đây là khách sạn. Và nội quy của khách sạn là không được làm ồn phòng kế bên. Bố mày cầm xuống. Làm ồn phòng kế bên, tao không ngủ được. Thằng nào, tao bắn chết cha mày. Bây giờ này 12 giờ khuya mày còn mở nhạc. Mày nó, cái thằng vô văn hóa. Mày thử chửi thề coi, tao bắn mày bây giờ. Cái thằng hai vụ này, Nani, tao có súng như mày. Thôi nó đóng cửa rồi. Ghê chưa. Thôi đi ngủ tiếp anh em ơi. Nhả chơi hù cái là biết sợ liền. Mình nhóc, nó ở cái tầm chất. Chơi cầm súng chỉ chút ổng đó. Mày thử mày bực nhạc nữa coi. Tao không bắn bởi cái đĩa nhạc của mày thì thôi luôn. Rồi, chúng ta tới ngày mới là mình là giang hồ vui mà anh em, giang hồ bao vui. Gõ cửa. Hello. Mày lỗ tai trâu hay là lỗ tai heo vậy? Tao nói mày không nghe. Mở cửa mày. Vẫn đi ngủ. À, lần ba anh em, lần ba mày chết mẹ mày tao rồi. Lần ba anh em à. Yeah boy. Nà vẫn nhạc sập sình là chắc luôn. Rồi mày xong mày với tao rồi, Giỡn mặt.
Cô hồn chết đảng. Thứ gì đâu mà mới có mỗi 5 phút là mày bực nhạc. Mỗi 5 phút là bực nhạc. Chắc tao ngủ được. Má bắn mày thêm mấy nhát cho mày. Cho mày đỡ tức. Giờ ngủ nó mới ngon nè anh em. Dựng cái ghế lên coi. Mà không dựng được thôi. Mày ngủ thôi. Sao lâu quá vậy cái game? Nó lót đúng lâu luôn. Ok trời sáng rồi. Gotcha bitch. Chết cha, con bay tới. Con bay tới. Mày... Ủa tại sao con bay tới mà nó vẫn kêu mình đi ngủ vậy trời. Vô tù ngồi. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo. Vượt ngục đỉnh cao đây mà. Oh my god. Wow. Trời, nói chung là mấy thằng trẻ trâu nó bốc đồng lắm anh em. Gây hứng đồ cái kiểu đó. Mình cũng trẻ trâu, mình bốc đồng quá. Tự nhiên nó bực nhạc thì mình chỉ cần qua gõ cửa. À bạn ơi, à, bây giờ là tối rồi, bạn cho mình ngủ đi. Bạn không cho mình ngủ đi làm sao mình mai mình có sức mình đi làm. Ảo cho quá sao cho. Không cho. Thà nói vậy đi nó. Không chịu. Đóng bồng cầu lại. Thà nói vậy đi. Đúng không? Cho nó khỏe rồi mình nói vậy rồi người ta nhẹ nhàng tắt. Còn đằng này qua mở cửa không được. Thứ hai gõ cửa rồi thứ ba vừa mở cửa ra dưới mình nó đập bắn chết cha nó luôn rồi nè. Ok bây giờ mình sẽ tìm cách vượt ngục. Đấy. Được á. Ôi mà đánh nhau trong tù thì hơi sai nha anh em. Mấy thằng bay, mấy thằng nhóc con thì đi ra coi. Để tao vượt ngục một cách gọi là gì ta. Một cách gọi là xịn sò coi. Nè đi thẳng ra tới ra khỏi tù rồi lẹ lắm. Đừng lo. Khỏi lo cho tao. Hả? Hả? Không được vượt ngục hả? Ồ. Bây giờ mình phải tìm cách. Bây giờ trong những cái phòng này sẽ có một một cái chỗ để giấu đồ anh em. Theo mình nghĩ là vậy. Trong những cái bồn. Ô mình địch. Mình xì hơi cái nguyên cái phòng. Oh no. Chắc là mình phải đi lên lầu lại rồi. À, làm rối loạn khu vực này. Đúng rồi, làm gây mất trật tự gây rối khu vực này. Nhưng mà mình vẫn mở. Mình hả gọi là gì ta. Kiểm tra hết mọi ngóc ngách, kẻ bàn đồ cái kiểu rồi. Kiểm tra hết mọi ngóc ngách coi coi là có thằng nào giấu cái gì không. Hey dude. Hey dude. Hey dude, follow me. Đi theo tao. Tao bây giờ là bắt đầu thu nhận đàn em anh em à. Đi theo tao bay. Let's go. Đi theo tao. Đi ra. Chết cha lỡ đánh nó anh em. Bây giờ làm cách nào để vượt ngục đây. Nhiệm vụ tiếp theo là vượt ngục mà bây giờ mình không biết cách vượt ngục anh em à. Chết cha, không lẽ tôi ở trong tù suốt đời sao? No. Tôi không muốn ở trong tù đâu. No. Tôi còn có ý định vượt ngục mà giờ sao rồi. Không có nước, không có gì cả chị. Chỉ cái bồn nước này. Chết rồi anh em ơi. Ok video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Nói giỡn vậy thôi nha. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.